căng tràn năng lượng cho mọi hoạt động, chống lại căng thẳng và mệt mỏi, sức bền dẻo dai cho tinh thần thư thái. Magie cần thiết cho hệ miễn dịch tái tạo tế bào, tham gia vào hơn 300 phản ứng sinh hóa trao đổi chất trong cơ thể, gồm chuyển hóa thức ăn, tổng hợp axit béo và protein, tốt cho trí não và hệ thần kinh, cho một trái tim khỏe mạnh và cơ thể cường tráng. Chúng ta cần 220-260mg Magie mỗi ngày để khỏe mạnh hơn theo Tổ chức Y tế Thế giới. Hàm lượng Magie tối ưu giúp giảm stress và mệt mỏi, cải thiện giấc ngủ, tăng cường hoạt động trí óc, cho làn da và mái tóc khỏe đẹp, giảm đau chu kỳ của phụ nữ và dị ứng, tốt cho tim mạch. Để có một sức khỏe dẻo dai, kéo dài tuổi trẻ, giữ vững phong độ thì kẽm là vô cùng cần thiết cho cơ thể. Cân bằng kẽm trong nước giúp cải thiện testosterone, bổ sung năng lượng cho cơ thể, tăng cường miễn dịch, chống lại vi khuẩn và virus có hại, cho cơ thể săn chắc và cường tráng, mắt tinh tường và trí nhớ tốt. Cơ thể cần 5-7mg kẽm mỗi ngày từ nguồn nước. BWT Barrier and Master M, bộ tiện xử lý đầu tiên cung cấp dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe và sắc đẹp, đạt chuẩn y tế giúp khỏe mạnh từ bên trong và khỏe đẹp căng tràn sức sống từ bên ngoài. BWT Barrier and Master M với tuổi thọ lõi lọc lên đến 1 năm qua 3 giai đoạn lọc phức hợp Unitech, cung cấp dưỡng chất thiết yếu với công nghệ số 1 châu Âu, của Đức, Áo, Nga và được nghiên cứu phù hợp với nguồn nước tại Việt Nam và đạt các chuẩn quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới, NSF và ISO. Barrier Eye Master, bậc thầy điều hòa nước dành riêng cho máy lọc nước ion kim tại Việt Nam, chống bám cặn điện cực, cân bằng pH, giúp tăng tuổi thọ và nâng cao hiệu suất 3 lần. Được giới chuyên gia cũng như nhà sản xuất khuyên dùng để mang lại chất lượng nguồn nước tốt nhất như Panasonic, Fujismart, Kagen, Inatric, Impact, Ionia, KYK. Một nguồn nước không những sạch và ngon mà còn giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe của cả gia đình. Công nghệ OneTouch độc đáo thay lõi lọc chỉ bằng một cú chạm, ai cũng có thể tự mình làm tại nhà. Với Smart Lock, chỉ cần một tay là có thể thay lõi mà không sợ bị rò rỉ hay xâm nhập của vi khuẩn virus. Barrier Eye Master, công nghệ của tương lai không sử dụng điện, không có nước thải, vô cùng thân thiện với môi trường. BWT Barrier Eye Master, dẫn đầu kỷ nguyên bộ điện xử lý giàu dưỡng chất, bậc thầy điều hòa nước cho máy điện giải tại Việt Nam. Tập đoàn Thế giới Điện giải biết rằng mỗi khách hàng đều có rất nhiều sự lựa chọn. Chính vì vậy, chúng tôi trân trọng biết ơn sự tin chọn của hàng trăm nghìn gia đình cùng hàng nghìn doanh nghiệp lớn. Tự hào là chuỗi máy điện giải ion kiểm số 1 châu Á, duy nhất được vinh danh quốc tế. Sở hữu hơn 150 trung tâm trải nghiệm và đại lý trong nước lẫn quốc tế. Hơn 159 trung tâm và trạm bảo hành ủy quyền từ nhà sản xuất trên toàn quốc với hàng trăm dòng sản phẩm và phụ kiện hàng đầu thế giới. Hàng nghìn khách hàng tham gia khảo sát đã chia sẻ luôn tin chọn Thế giới Điện giải vì triết lý kinh doanh luôn đặt sức khỏe và sự an toàn của khách hàng lên hàng đầu, cùng đội ngũ chuyên viên tư vấn khách quan, minh bạch, không thiên vị bất kỳ sản phẩm thương hiệu nào, giúp khách hàng dễ dàng chọn được sản phẩm ưng ý và tận hưởng dịch vụ tốt nhất thị trường. Trước sự lớn mạnh về vị thế và quy mô hiện nay, có rất nhiều đơn vị sử dụng uy tín Thế giới Điện giải để mạo danh, lừa đảo và cung cấp các dịch vụ, sản phẩm kém chất lượng. Chính vì vậy, để bảo vệ quyền lợi của chính mình và xác định sản phẩm chính hãng cũng như cửa hàng thật của Thế giới Điện giải, quý khách có thể đến showroom gần nhất hoặc liên hệ hotline tư vấn miễn phí đã được để bên dưới video này. Chọn sống khỏe cùng nhau, chọn nước ion kiểm tự nhiên, chọn tập đoàn Thế giới Điện giải.